để ráp chân gấu. Thì sau khi các bạn móc xong 42 mũi đơn và một mũi đơn tăng ở hàng thứ 16 của thân, thì chúng ta sẽ bắt đầu ráp chân vào. Các bạn lấy chân thứ nhất. Ở đây là mũi mà chúng ta đã đánh dấu ở hàng cuối cùng của chân. Thì các bạn sẽ đặt chân và thân sao cho hai bề mặt phải áp vào nhau như thế này. Và mũi các bạn đã đánh dấu ở chân sẽ trùng với mũi tiếp theo của phần thân. Sau đó chúng ta sẽ đâm kim qua một mũi của chân và một mũi của thân để móc cùng một lúc. Thì mũi đầu tiên chúng ta sẽ đâm kim vào mũi được đánh dấu của chân và mũi tiếp theo của thân. Và các bạn móc một mũi đơn. Sau đó chúng ta tiếp tục móc ráp như vậy cho hết 10 mũi đơn tiếp theo. Nghĩa là các bạn sẽ móc tổng cộng 11 mũi đơn để ráp chân và thân. Các bạn đâm kim qua cả hai mũi và móc lên. Ở chỗ này là mũi trượt thì các bạn sẽ móc phần mũi ở phía trên này. Đây là chân mũi ở hàng dưới. Phía trên này là đầu mũi. Mũi trượt các bạn kết thúc thì các bạn sẽ móc vào phần đầu mũi ở trên này. Móc ráp như vậy cho tới hết 11 mũi. Sau khi ráp xong chân thứ nhất, các bạn sẽ đếm coi phần còn lại của chân này. Nếu như mà đủ 16 mũi thì là đúng. Chúng ta sẽ chừa lại 16 mũi ở phần chân này, chúng ta không móc mà chúng ta sẽ móc tiếp vào phần thân. Ở phần thân này các bạn sẽ móc giống như trong hướng dẫn, một mũi đơn giảm, một mũi đơn tăng, 12 mũi đơn tiếp theo. Một mũi đơn tăng và một mũi đơn giảm. Tiếp tục, chúng ta sẽ ráp chân thứ hai vào. Cũng tương tự giống như chân thứ nhất thì chúng ta cũng đặt phần chân và phần thân sao cho hai bề mặt phải áp vào nhau và đâm kim qua mũi các bạn đã đánh dấu ở phần chân cùng với mũi tiếp theo ở phần thân để móc lên thành một X, nghĩa là một mũi đơn.
và tiếp tục móc ráp thêm 10 mũi tiếp theo. Tổng cộng là 11 mũi để ráp chân và thân. Sau khi các bạn móc xong 11 mũi ráp chân và thân thì chúng ta chừa lại 16 mũi ở phần chân này không móc, và các bạn móc tiếp ở phần thân giống như hướng dẫn. Hàng tiếp theo, sau khi chúng ta móc phần đầu giống như hướng dẫn thì tới phần chân này. Ở phần thân này chúng ta móc mũi cuối cùng là một mũi đơn giảm. Tiếp theo các bạn sẽ móc vào phần chân này. Trong 16 mũi lúc này chúng ta đã bỏ qua ở phần chân thì chúng ta sẽ móc một mũi đơn vào mũi tiếp theo. Mũi tiếp theo là mũi mà sau khi chúng ta đã bỏ qua cái mũi đánh dấu là mũi đã nối vào phần thân ở hàng trước thì đến mũi tiếp theo ở phần chân là mũi này, thì các bạn sẽ móc vào đây một mũi đơn. Chúng ta sẽ thấy phần chân chúng ta đã ráp 11 mũi ở hàng trước, thì bây giờ các bạn sẽ móc một mũi đơn vào mũi đầu tiên của phần 11 mũi này. Đây là phần mũi ở phía sau hay là ở bên trong của chân. Các bạn sẽ đánh dấu cái mũi này lại để qua hàng mới chúng ta không bị nhầm. Đây là một mũi ở phía sau hoặc là một mũi ở bên trong của chân. Móc xong mũi này thì các bạn sẽ móc 9 mũi bính. Chúng ta sẽ bỏ qua 9 mũi ở phần 11 mũi này và móc một mũi đơn vào mũi tiếp theo. Tiếp tục, các bạn sẽ bỏ qua 14 mũi ở phần chân và móc một mũi đơn vào mũi cuối cùng này. Và chúng ta sẽ tiếp tục móc ở phần thân theo như hướng dẫn, thì các bạn móc mũi đầu tiên của phần thân này là chúng ta móc một mũi đơn tăng và 16 mũi đơn. Tiếp tục móc một mũi đơn tăng. Sau đó sẽ móc tiếp vào phần chân thứ hai. Cũng tương tự giống như phần chân thứ nhất,
Đó là chúng ta sẽ móc một mũi đơn vào trong mũi tiếp theo của phần chân và quay lại phần 11 mũi ở bên trong này. Chúng ta cũng móc một mũi đơn. Các bạn sẽ đánh dấu lại. Móc 9 mũi bính. Bỏ qua 9 mũi ở bên trong và móc một mũi đơn và mũi tiếp theo. Chúng ta sẽ bỏ qua 14 mũi ở phần chân này không móc và các bạn móc một mũi đơn và mũi tiếp theo. Tiếp tục móc ở phần thân theo như hướng dẫn. Đó là các bạn sẽ móc một mũi đơn giảm và 15 mũi đơn cho tới hết vòng. Hàng tiếp theo, sau khi chúng ta đã móc phần đầu ở phần thân như thế này tới phần chân thì các bạn tiếp tục móc một mũi đơn vào trong mũi tiếp theo ở phần chân này. Các bạn thấy cái mũi chúng ta đánh dấu ở đây là mũi ở bên trong chân. Còn phần bên ngoài chân này, các bạn sẽ móc một mũi đơn và mũi tiếp theo. Và các bạn quay lại phần bên trong chân này, các bạn móc một mũi đơn vào trong phần mũi đơn chúng ta đã đánh dấu đây. Đánh dấu mũi này lại. Móc xong mũi đơn này, chúng ta sẽ móc lên 8 mũi bính. Và các bạn sẽ nối qua phần mũi đơn ở bên này. Bỏ qua 12 mũi ở phần chân không móc và các bạn móc một mũi đơn vào mũi tiếp theo. Sau khi móc xong một mũi đơn vào phần chân này thì chúng ta sẽ móc tiếp 22 mũi ở phần thân. Thì các bạn lưu ý phần mũi ở phía sau này, các bạn đừng có bỏ qua cái phần mũi ở bên trong này. Đây là cái mũi mà lúc nãy chúng ta đã móc ở phần chân. Thì bây giờ đã tính vào luôn phần thân này rồi thì các bạn sẽ móc luôn phần mũi này, chứ không phải là các bạn sẽ móc vào phần thân này không, mà bỏ qua cái phần mũi mà chúng ta lúc nãy đã móc ở bên trong chân. Nếu như các bạn bỏ qua cái mũi này thì các bạn sẽ bị thiếu mũi, cho nên các bạn lưu ý là chỗ này phải để ý cái mũi ở bên trong này. Chúng ta sẽ móc luôn tổng cộng phần thân này, chúng ta sẽ móc 22 mũi đơn.
các bạn sẽ thấy cái mũi cuối cùng nó nằm sát bên của cái mũi mà chúng ta đã đánh dấu. Sau khi móc xong 22 mũi đơn ở phần thân, chúng ta sẽ tiếp tục móc ở phần chân. Các bạn móc một mũi đơn vào mũi tiếp theo của phần chân. Quay lại phần chúng ta đã đánh dấu ở bên trong chân này, các bạn sẽ móc một mũi đơn vào mũi bên trong. Tiếp tục đánh dấu mũi này lại. Và móc lên 8 mũi bính. Móc một mũi đơn vào phía bên này. Và bỏ qua 12 mũi ở phần chân, móc một mũi đơn vào trong mũi tiếp theo. Tiếp tục móc ở phần thân thì giống như bên kia, phần thân bên này các bạn cũng lưu ý cái phần mũi ở bên trong này. Chúng ta sẽ lấy và móc luôn. Thì chỗ này các bạn phải để ý cho kỹ, nếu không các bạn sẽ dễ dàng bỏ qua cái mũi này và sẽ bị thiếu mũi. Các bạn móc tiếp vào phần thân theo như hướng dẫn cho tới hết hàng. Hàng tiếp theo chúng ta cũng móc tương tự giống như những hàng trước, đó là ở phần chân các bạn sẽ móc một mũi đơn và mũi tiếp theo. Một mũi đơn vào bên trong chân. Móc 7 mũi bính. Một mũi đơn vào phía bên này. Bỏ qua 10 mũi ở chân không móc và móc một mũi đơn và mũi tiếp theo. Tiếp tục móc ở phần thân. Hàng tiếp theo chúng ta cũng móc tương tự giống như hàng trước, đó là các bạn móc một mũi đơn vào phần chân, một mũi đơn vào phần bên trong chân, móc lên 6 mũi bính. Một mũi đơn vào phần bên này. Bỏ qua 8 mũi ở phần chân không móc và móc một mũi đơn và mũi tiếp theo. Tiếp tục chúng ta sẽ móc vào phần thân. Các bạn thấy là phần chân được ráp vào trong phần thân như thế này. Chúng ta tiếp tục móc phần thân cho tới bên chân này, các bạn cũng ráp phần chân thứ hai
giống như chân thứ nhất và móc cho tới hết vòng. Hàng tiếp theo các bạn cũng móc tương tự giống như những hàng trước, đó là móc một mũi đơn vào mũi tiếp theo của phần chân, một mũi đơn vào phần bên trong chân. Móc 5 mũi bính. Một mũi đơn vào phía bên này. Bỏ qua 6 mũi ở phần chân không móc và móc một mũi đơn và mũi tiếp theo. Tiếp tục, các bạn sẽ móc vào phần thân. Cho tới phần chân thứ hai. Và chúng ta cũng ráp hàng tiếp theo của chân thứ hai giống như chúng ta vừa ráp chân thứ nhất. Đó là các bạn sẽ móc một mũi đơn vào phần chân, một mũi đơn phía sau chân, 5 mũi bính kết qua bên này và móc một mũi đơn vào phần chân. Tiếp tục móc phần thân cho tới hết vòng. Hàng tiếp theo, sau khi các bạn đã móc xong tới phần chân này, chúng ta sẽ móc tiếp vào 6 mũi còn lại của phần chân. Các bạn sẽ móc luôn 6 mũi đơn vào trong 6 mũi này. Chúng ta không móc vào phần mũi ở bên trong chân mà các bạn sẽ móc tiếp luôn vào phần thân. Các bạn thấy đây là phần mũi ở bên trong chân. Chúng ta sẽ không móc cái phần mũi này mà các bạn móc tiếp phần thân này thôi. Chúng ta tiếp tục móc phần thân cho tới phần chân thứ hai này, thì các bạn cũng móc tương tự giống như chân thứ nhất, đó là móc luôn 6 mũi đơn ở phần chân, không móc phần mũi bên trong chân. Bên này cũng không móc phần mũi ở bên trong chân mà các bạn tiếp tục móc luôn phần thân cho tới hết vòng. Như vậy là chúng ta đã ráp xong hai chân vào trong phần thân. Các bạn tiếp tục móc phần thân theo giống như hướng dẫn để